Góc nhìn khác về Medusa, cái chết đau đớn và mối tình oan nghiệt với gã trai tệ bạc. Trong thần thoại Hy Lạp thì Medusa là một con quái vật đáng sợ với khả năng hóa đá bất kỳ ai. Nhưng liệu ả còn có gốc quốc nào ít người biết đến hay không? Medusa có lẽ là đã quá nổi tiếng với tất cả mọi người. Đó là một con quái vật hùng mạnh trong thần xác nữ nhi. Nhưng đó tuyệt nhiên không phải là một người con gái xinh đẹp với làn da thấm đậm nắng gió của vùng địa Trung Hải, hay đôi mắt xanh trong veo như nước biển, làn tóc bồng bềnh mà Menusa được miêu tả giống như là một ác phù, có đôi mắt đỏ ngầu, cùng với mái tóc là nhung nhúc những con rắn độc đang rít gào. Theo thần thoại Hy Lạp, thì con quái vật đáng sợ đó có sức mạnh để biến mọi sinh vật thành đá nếu dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực đỏ màu máu đó. Tuy nhiên đến cuối cùng thì ác thần Medusa đã bị người anh hùng Perseus chặt đầu và chết bởi chính sức mạnh của mình bất cứ ai đã từng đọc qua những án văn hào hùng của thần thoại hy lạp sẽ đều đồng tình rằng medusa chết là quá xứng đáng bởi cái thiện luôn thắng cái ác buộc phải bị diệt vong tuy nhiên ở một góc nhìn khác thì medusa liệu có đáng chết đến thế hay không cô sinh ra đã mang hình hài quái vật hay còn ẩn khúc nào khác liệu medusa có đáng bị chán ghét và chết đầy đau đớn đến thế hay không được mô tả rất kỹ trong tác phẩm Thần Phả Tess của Hesiod, Medusa là một trong ba cô con gái của Phocis và Seto, hai vị thần nguyên thủy của đại dương. Cô và hai chị gái là Setino và Euryale sinh ra đã đều mang sức mạnh vượt trội. Nhưng khác biệt ở chỗ trong khi hai chị em mình bất tử thì Medusa chỉ giống một người phàm. Thực tế thì trong các truyền thuyết trước đây, người ta cho rằng Medusa sinh ra đã là một con quái vật xấu xí với cái đầu nhung nhúc rắn độc. Tuy nhiên quan điểm này dần dần thay đổi mạnh mẽ theo thời gian. Khoảng năm thứ 8 sau Công nguyên thì Ovid, một nhà thơ La Mã nổi tiếng kể lại những câu chuyện tình thoại Hy Lạp, trong đó có cả truyền thuyết về Perseus và chiến công giết chết Medusa. Trong tác phẩm này thì Ovid đã đem tới một câu chuyện hoàn toàn khác về sinh vật đáng sợ này. Theo Ovid thì Medusa được sinh ra là con người, có thể sống, có thể chết chứ không bất tử như hai chị em của mình. Dần dần theo thời gian, cô bé Medusa lớn lên như là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng mang trong mình vẻ đẹp cổ điển của vùng đất đầy nắng gió. Không một người nào có thể cưỡng lại nét đẹp đó với khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng, đôi mắt trong veo và cả mái tóc bồng bềnh luôn đầy ấp hương trong gió đâu chỉ dừng lại ở đó, vẻ đẹp của Medusa khiến cho mọi cô gái đứng trước mặt nàng đều trở nên mặc cảm và tự ti, mà cả những vị thần dường như cũng trở nên si ngốc trong giây lát nếu đối diện với đủ cười tỏa nắng của thiếu nữ xinh đẹp ấy. Và Poseidon, nam thần thống trị biển cả cũng không biết từ bao giờ trở thành người hâm mộ vẻ đẹp ấy. Quay lại với Medusa khi đến tuổi trưởng thành cũng là lúc nàng phải tự quyết định tương lai cho mình và thiếu nữ này đã chọn trở thành tư tế của Athena, nữ thần trí tuệ. Điều phụng sự Athena không khác gì đặc ân và vạn cô gái khác đều mong muốn. Nhưng câu chuyện bất hạnh cũng bắt đầu từ đây. Mối tình oan nghiệt với Mỹ Nam Biển Cả trở thành tư tế của nữ thần trí tuệ Athena, đồng nghĩa với việc các thiếu nữ phải dâng hiến sự trong trắng cũng như cả cuộc đời của họ với nữ thần. Medusa không phải là ngoại lệ và nàng cũng hy sinh hết những gì có thể để được làm công việc này. Tuy nhiên với sắc đẹp tột đỉnh như vậy, thật khó để Medusa không làm người khác xốn sang. Và một trong những người đó là vị thần biển cả hùng mạnh Poseidon. Theo mô tả từ trong thần thoại Hy Lạp, các vị thần đôi khi không thể hiện tình yêu một cách nhẹ nhàng lãng mạn, mà thường có hành vi làm nhục chính đối tượng của mình. Đối với Medusa, thần biển cả Poseidon cũng tiến tới một cách đề vũ lực như vậy. Poseidon đã cướp đi sự trong trắng của nàng Medusa xinh đẹp ngay trong điện thờ thiên liêng của nữ thần Athena. Và khi xong việc thì nam thần này chỉ đơn giản rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Athena với tư cách là một nữ thần đồng trinh, vô cùng tức giận vì sự bẩn thiểu này diễn ra trong đền thờ của mình và đang chọn cách trừng phạt thực nặng nữ tư tế của mình vì đã làm ô uế nơi linh thiêng này. Và cái đầu tiên bị Athena tước đi chính là sắc đẹp của Medusa. Theo phiên bản thần thoại, mái tóc đẹp của Medusa đã trở thành một tổ rắn nhung nhúc, đôi mắt trong veo bọng hóa đỏ ngầu như máu, đáng sợ hơn. Nó mang theo sức mạnh vô song có thể biến bất cứ ai nhìn vào đều trở thành đá. Và điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là Medusa không kiểm soát được khả năng này. Bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt cổ nàng đều sẽ hóa đá ngay lập tức. Thực chất thì Athena làm tất cả những gì, những điều này không phải mang phát sức mạnh mà đơn giản chỉ là khiến Medusa buộc phải sống một cuộc sống cô đơn suốt đời. Trên danh nghĩa, sau khi đã phát sinh chuyện ở trong đền thờ, Medusa đã trở thành vợ của Poseidon nhưng vĩnh viễn nàng không bao giờ có thể nhìn mặt được chồng mình. Mà thậm chí sự cô quạnh còn lên đến đỉnh điểm, khi ngay cả bản thân Medusa cũng không thể chấp nhận nỗi ngoại hình xấu xí bây giờ. Đối với nàng, có lẽ việc nhìn vào gương thôi cũng là cả một sự đả kích lớn đối với thiếu nữ từng được coi là biểu trưng của sắc đẹp, tất nhiên không tính đến khả năng hóa đá bản thân khi nhìn vào gương. Và điều nàng tự hào nhất về đẹp thánh thiện của mình giờ đây hóa thành một con quái vật với làn da nứt nẻ, hơi thở phì phò cùng với cái đầu mà ai thấy cũng phát khiếp. Và những gì tiếp theo có lẽ mọi người cũng đã biết, Medusa dần trở nên ác độc và biến mọi chiến binh muốn giết mình trở thành tượng đá, cho đến một ngày định mệnh gọi tên Berser. Á thần mang trong mình trọng trách chặt đầu quái vật tóc rắn. Thực tế thì đây cũng chỉ là một trong rất nhiều dị bản về nguồn gốc của Medusa, nhưng hầu hết sự sai khác chỉ nằm ở nguyên nhân, còn quyết định của Athena khi biến thiếu nữ xinh đẹp trở thành một con quái vật xấu xí tàn ác, sở hữu năng lực hóa đá mọi người là không hề thay đổi. Suy cho cùng thì trong phiên bản này, chúng ta có thể thấy Medusa không phải sinh ra đã là một con quái vật, không phải nàng lựa chọn đi vào cái ác, cũng không phải thiếu nữ này lựa chọn bị lầm nhục ngay trong đền thờ của nữ thần Athena. Nàng từng rất xinh đẹp, Từng rất ngây thơ nhưng định mệnh bắt nàng phải vào vai và ác, để tôn vinh một nhân vật khác và có lẽ cái Medusa xứng đáng được nhận không phải là sự chán ghét mà là một chút cảm thông cũng giống như tựa đề của bài viết của Nico Sandra Iga, Medusa sự cảm thông cho quái vật. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.